Sau bao giờ chơi thì mình cũng có được nó. Thành tựu cuối cùng của tựa game That's Not My Neighbor. Thành tựu này tượng trưng cho việc tất cả những thành tựu khác là đầu bò rẻ rách. Thành tựu nhà thu thập The Collector. Để đạt được thành tựu này, mình đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Và đến ngày hôm nay, mình mới đủ tư cách giới thiệu với mọi người một lộ trình để hoàn thành tất cả các thành tựu của tựa game này. Từ kinh nghiệm của một người dành hết toàn bộ 15 giờ chơi aka x -Hand. Trước khi vào thì các bạn có còn nhớ cái kế hoạch ở trong video này chứ? Ờ, nó không sai Nhưng mà mình tùy chỉnh lại một tí để mọi người dễ hình dung Và giúp việc đạt thành tựu nhanh hơn À mà còn bổ sung nốt phần hoàn thành trang thành tựu thứ hai nữa Việc bạn cần làm ngay khi mở trò chơi là phải làm quen với gameplay Bằng chế độ Aken rồi song song cài thành tựu ở chế độ này luôn Hai thành tựu đầu tiên đó là các bạn cần cố gắng đạt hạng S trước bằng cách chơi thật cẩn thận, giết toàn bộ song trùng và cho hàng sóng vào. Nhờ thế mình cũng sẽ sống sót qua màn chơi, mở khóa thành tựu Better than Henry và Am Alive. Một thành tựu tiếp theo là các bạn 3312 hết mọi trường hợp bao gồm cả hàng xóm lẫn song trùng và nhớ không được mở folder mở khóa thành tựu Steel Memory. Ba thành tựu kế tiếp các bạn phải giết toàn bộ hàng xóm và cho tất cả song trùng vào. Điều này giúp mở khóa lần lượt các thành tựu là Quark, Ascendant, Doppler, Yancher, Food và Worst Dan Henry. Năm thành tựu cuối cùng trong chế độ Aken là chơi đi chơi lại cho đến khi gặp được năm nhân vật đặc biệt để có lần lượt các thành tựu như The Best in the Class, Unlily, Cut You, Bitch Bitch, Open Your Eyes. Nếu các bạn mà may mắn trong lúc đạt được 6 thành tựu trước đó đã gặp những nhân vật đặc biệt này thì xin chúc mừng, ra đường cẩn thận. Ok. Riêng 3 thành tựu Hunter, Quarantine, Employee of the Month đều được tính ở cả hai chế độ Nightmare và Arcane. Nên các bạn cứ thoải mái mà chơi cho đến khi đạt được thôi. Nhưng ở đây có một mẹo nhỏ dành cho người làm ít mà vẫn thích hít đồ ngon. Đó là các bạn để màn hình chơi game nhỏ lại song song cùng một phần mềm khác mà khiến các bạn có thể ngồi máy tính được lâu hơn. Tiếp theo đó, các bạn vào chế độ arcane cứ 3312 bất kể song trùng hay hàng xóm cho đến khi đạt được thành tiệu hunter và quarantine. Còn thành tiệu employee of the month thì các bạn chơi chế độ nightmare mở cửa thả ga cho tất cả vào mặc cho song trùng giết chết. Việc này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách nhấn chơi lại ngay mà không phải trách nhiều cho đến cuối như chế độ arcane. Cứ làm thế liên tục cho đủ 100 lần chơi là được Các thành tựu còn lại các bạn tập trung chỉ chơi chế độ Nightmare thôi nhé Cần ưu tiên hoàn thành Wake Up là sống sót qua Nightmare Rồi đến Head Edge là giết hai hàng xóm trước Kế đến ba thành tựu đặc biệt như Prodigious my là trả lời toàn bộ câu hỏi của Chester và Pooh là cho ma nữ vào 3 lần Còn lại open your eyes là gặp thằng phát tờ rơi thì để gặp ba khứa này cũng phải mất kha khá thời gian đấy nên mọi người cứ cố gắng chơi tốt là được cuối cùng ba thành tựu xe the secret bitching in my restless dream yêu cầu ta gặp ba nhân vật vip là 42 bitch nerd mẹo giúp các bạn nhanh chóng xin chữ ký ba nhân vật này đó chính là hãy kiểm tra checklist xem có một trong ba không nếu không thì hãy reset ván mới cho đến khi xuất hiện trong checklist nếu có trong checklist thì hãy cố gắng chơi đến cuối Vì bọn này câu giờ lắm toàn gần cuối mới xuất hiện thôi và đó là toàn bộ bí kíp để đạt được tất cả thành tựu trong that is not my neighbor trong thời gian ngắn nhất giúp bạn tận hưởng game mà không bị nhàm chán mình tính sẽ thêm vào phần mẹ sống sót của anime nhưng thôi để mọi người tự trải nghiệm như thế mọi người sẽ tận hưởng được cảm giác ăn hành là thế nào Vậy mình là Ikhan đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.